Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Vui. Quý vị và các bạn thân mến, từ trước đến nay, dân gian đã coi lá ổi như một thảo dược quen thuộc được sử dụng để điều trị bệnh tiêu chảy, chữa tiểu đường, kiểm soát ung thư, ngăn ngừa rụng tóc hay chỉ đơn giản là trị mụn. Các thành phần flavonoid, tannin, saponin, eugenol ẩn bên trong từng chiếc lá ổi chính là công thần giúp hình thành nên vô vàn lợi ích sức khỏe của nó. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào từng lợi ích của loại lá này đối với sức khỏe và cách sử dụng giúp lá ổi phát huy tác dụng tốt nhất nhé. Mời quý vị cùng đón xem ngay sau đây. 1. Nước lá ổi hỗ trợ điều trị ung thư. Hai hợp chất lycopene và flavonoid quercetin trong lá ổi có tính oxy hóa mạnh, ức chế sản xuất các androgen dư thừa nên được xem là vũ khí đắc lực để giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư. Không những vậy, chúng còn có tác dụng chống lại các tế bào ung thư đại tràng, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vòm họng, ung thư biểu bì, cũng như các u ác tính và bệnh bạch cầu. Để pha nước lá ổi tươi, bạn có thể rửa sạch lá ổi rồi đem ngâm với 500ml nước nóng trong khoảng 5 đến 10 phút. Uống vào mỗi buổi sáng và tối, bạn sẽ chủ động giảm đi nguy cơ mắc bệnh ung thư của mình. 2. Lá ổi phòng ngừa tiểu đường. Viện nghiên cứu Yakult Nhật Bản đã chỉ ra trà lá ổi có thể giúp bệnh nhân tiểu đường giảm đi lượng đường trong máu bằng cách giảm hoạt động của enzyme alpha-glucoside. Đồng thời, loại nước này có tác dụng ngăn chặn cơ thể hấp thụ đường sucrose và maltose, hai loại đường làm tăng lượng đường trong máu. 3. Nước lá ổi giúp giảm cân. Trong lá ổi chứa nhiều polyphenol, carotenoid và flavonoid, tannin. Chúng là những hợp chất giúp ngăn chặn các loại tinh bột phức tạp chuyển hóa thành đường, nên cực kỳ thích hợp cho người giảm cân. Ngoài ra, trong lá ổi còn chứa nhiều loại vitamin B, B2, B3, B5, B6, nên bạn sẽ không lo thiếu hụt dinh dưỡng trong cơ thể khi uống nước lá ổi thường xuyên. Bạn có thể tự chế biến nước lá ổi tại nhà để uống bằng cách phơi khô lá ổi rồi đem pha với nước nóng như cách pha trà thông thường. Tuy nhiên, đây không phải là phương pháp giảm cân duy nhất bạn nên áp dụng. Việc uống nước lá ổi cần kết hợp với xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, luyện tập thể dục thì mới đem lại kết quả giảm cân hiệu quả. 4. Nước lá ổi làm đẹp da. Nhóm vitamin B phong phú trong lá ổi cùng loại hợp chất polyphenol, carotenoid, flavonoid, tannin, ngoài tác dụng giảm cân còn có tác dụng kháng viêm, diệt khuẩn mụn, chống oxy hóa. Bạn có thể trị mụn trứng cá và vết thâm bằng cách dã nhuyễn lá ổi rồi pha với nước ấm. Dùng nước lá ổi trên rửa mặt hàng ngày, hoặc nếu muốn se khít lỗ chân lông và làm da mịn màng hơn, bạn có thể uống nước sắc từ lá ổi với cách làm tương tự như khi pha trà. 5. Nước lá ổi làm giảm cholesterol. Lại thêm một công dụng tuyệt vời của trà lá ổi, giúp bạn bảo vệ sức khỏe của mình. Uống nước lá ổi thường xuyên sẽ giúp cơ thể bạn giảm cholesterol LDL xấu và triglyceride mà vẫn không làm giảm đi lượng cholesterol HDL tốt. Nghiên cứu đã chỉ ra những người uống trà lá ổi trong vòng 8 tuần có mức cholesterol LDL, lipoprotein, triglyceride thấp, trong khi mức cholesterol HDL tốt không bị suy giảm theo. 6. Nước lá ổi giúp điều trị dị ứng. Một nghiên cứu được thực hiện năm 1999 và công bố trên tạp chí Journal of Endopharmacology cho thấy những tinh chất trong lá ổi có tác dụng hạn chế sự phát triển của Staphylococcus aureus, nguyên nhân gây ra bệnh hô hấp, nhiễm trùng da, ngộ độc thực phẩm. 7. Nước lá ổi trị tiêu chảy. Một phương pháp điều trị bệnh tiêu chảy vẫn thường được dùng trong dân gian vì tính tiện lợi, dễ làm chính là uống nước lá ổi. Loại nước này giúp xe da, co mạch, giảm sự xuất tiết và kích thích ở màng ruột, làm dịu nhanh các triệu chứng cấp của bệnh. Có hai cách để bạn nấu nước lá ổi trị tiêu chảy. Cách 1. Đem các nguyên liệu 20g lá ổi phơi khô, 20g vỏ bưởi phơi khô, 10g lá chè tươi, 2 lát gừng tươi sắc thành nước uống. Cách 2. Đun sôi 30g lá ổi, một nắm bột gạo với 1 đến 2 ly nước và uống 2 lần mỗi ngày. Nếu bệnh vẫn không thuyên giảm, hãy tìm đến bác sĩ để có những chuẩn đoán chính xác nhất và kịp thời nhất cho sức khỏe. 8. Nước lá ổi giúp gan khỏe mạnh.
các nhà khoa học thuộc Đại học Y Dược Krupanihi, Ấn Độ đã nghiên cứu và tiến hành thí nghiệm cho những con chuột ăn chất bột chiết xuất từ lá ổi. Sau một thời gian thấy rằng, số chuột này ít bị tổn thương gan hơn những con chuột khác. Từ đó, họ rút ra được kết luận, chất bột chiết xuất từ lá ổi có thể bảo vệ gan khỏi các tổn hại từ bên ngoài. Chính chất chống oxy hóa có trong loại lá này đã giúp gan chống lại những tác nhân xâm hại. 9. Nước ổi chữa đau răng. Nếu những cơn đau răng bất ngờ ập đến trong hoàn cảnh không có nha sĩ, thì bạn hoàn toàn có thể tạm chữa cháy bằng cách dùng nước lá ổi để giảm cơn đau. Trong lá ổi chứa hợp chất estrogen làm chặt níu răng và chân răng, giúp cho cơn đau răng tạm thời biến mất. Để chữa đau răng bằng lá ổi, bạn rửa sạch lá ổi rồi đem giã nát với một ít muối và nước ấm. Sau đó dùng bông thấm ướt dung dịch trên, đem chà nhẹ vào chỗ răng níu đau. Chỉ một lát sau, cơn đau sẽ không còn nữa. Tuy nhiên, để điều trị tận gốc chứng đau răng, điều bạn cần làm chính là đến nha sĩ. Nước lá ổi chỉ là giải pháp tạm thời. 10. Nước lá ổi giúp điều trị sốt xuất huyết. Lá ổi còn có lợi ích tuyệt vời là điều trị sốt xuất huyết. Uống trà lá ổi giúp giảm sốt và tiêu diệt các loại vi trùng trong cơ thể hiệu quả. 11. Uống nước lá ổi tốt cho việc sản xuất tinh trùng. Ít người biết rằng, uống trà lá ổi mỗi ngày sẽ giúp làm tăng số lượng tinh trùng ở nam giới. Điều này sẽ rất tốt cho việc thụ thai. Ngoài ra, lá ổi còn giúp chữa lành cảm lạnh và ho vì chúng giàu vitamin C và sắt. Nó cũng giúp làm sáng làn da của bạn, giảm mụn trứng cá, cải thiện kết cấu da cùng với ngăn ngừa rụng tóc. 12. Tăng cường sức khỏe cho da và tóc. Lá ổi rất tốt cho da vì nó có thể loại bỏ mụn trứng cá, làm sáng các vết thâm và xóa nếp nhăn. Lá ổi cũng có lợi cho việc phát triển của tóc. 13. Chữa bệnh trĩ. Quý vị thân mến, theo đông y, lá ổi có vị chát, lành tính, giúp làm săn lại các niêm mạc co mạch, chỉ tả, sát trùng, rửa các vết thương. Một trong những tác dụng của lá ổi non chính là nhuận tràng, kiện tỳ vị. Ổi chín có vị ngọt, tính ấm, có tác dụng bổ dưỡng kiện tỳ, hỗ trợ tiêu hóa, nhuận tràng, v.v. Qua đây, bạn cũng có thể thấy lá ổi có thể chữa trị được bệnh trĩ rất tốt. Vậy chữa bệnh trĩ bằng lá ổi liệu có mang lại hiệu quả thực sự không? Và cách dùng nó để chữa trị bệnh này ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi tiếp chương trình. Chữa bệnh trĩ bằng lá ổi được ông cha ta truyền tay nhau vì tính thông dụng của nó. Dễ tìm kiếm và bạn có thể thấy cây ổi ở bất kỳ đâu. Qua đây, bạn có thể thấy rõ tác dụng của lá ổi. Trong y học hiện đại, lá ổi non có chứa rất nhiều nước và các dưỡng chất khác như glucoside, protein, lipid và các khoáng vi lượng khác cùng với hàm lượng chất xơ dồi dào. Ngoài ra, với những người có vấn đề về ăn uống không tiêu, xuất huyết, đái tháo đường, táo bón thì có thể sử dụng lá ổi để hỗ trợ điều trị. Qua đây, những thông tin trên đây bệnh nhân bị trĩ nội, trĩ ngoại hoàn toàn có thể tin tưởng lá ổi để chữa bệnh trĩ. Hướng dẫn cách chữa bệnh trĩ bằng lá ổi. Chữa bệnh trĩ nội, ngoại bằng lá ổi vừa dễ làm mà lại không mất tiền mua. Hai phương pháp này là uống nước ép lá ổi và xông rửa hậu môn được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, sử dụng sao cho đúng cách và đạt hiệu quả cao thì không phải ai cũng biết đến. Để đạt hiệu quả cao, bạn hãy kết hợp hai cách này cùng một lúc nhé. Cách thứ nhất, uống nước ép lá ổi non. Việc chữa bệnh trĩ bằng cách uống nước ép lá ổi non là việc làm thường xuyên và đều đặn mỗi ngày. Sau một tháng, bạn sẽ thấy giảm rõ sự dấu hiệu đau nhức, sưng to do búi trĩ gây ra. Đặc biệt với những phụ nữ đang mang thai và những người đang bị táo bón, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống nước ép lá ổi non để không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Cách làm: sử dụng một nắm lá ổi non đem rửa sạch và thái nhỏ. Sau đó giã hoặc cho vào máy xay sinh tố thêm một ít nước và xay nhuyễn. Lọc lấy nước, thêm một vài hạt muối khuấy đều và uống. Cách thứ hai, ngâm nước lá ổi. Cũng giống như nước ép lá ổi, sau mỗi lần chữa bệnh trĩ bằng uống nước ép lá ổi non, bạn nên thực hiện đều đặn mỗi ngày và có thể kết hợp với những phương pháp khác sẽ giúp làm bệnh thuyên giảm nhanh hơn. Cách làm đơn giản như sau. Dùng 100g lá ổi tươi non đem rửa sạch và giã nát. Sau đó cho vào nồi và thêm 1 lít nước rồi tiến hành đun sôi.
sau khi nước thuốc cạn thành hỗn hợp có màu sẫm, tắt bếp và lọc lấy thuốc. Chờ thuốc nguội dần, dùng ngâm rửa hậu môn. Những lưu ý khi dùng lá ổi chữa bệnh trĩ. Chữa bệnh trĩ ngoài việc kiên trì điều trị là chưa đủ, mà phương pháp này chỉ đạt hiệu quả với trĩ nội, trĩ ngoại cấp độ 1, 2. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao nhất, bạn cần phải kết hợp với nhiều yếu tố khác nữa. Cụ thể như sau. Chữa bệnh trĩ bằng lá ổi, người bệnh có thể dùng thêm thuốc tân dược để điều trị đạt hiệu quả nhanh chóng. Quan trọng nhất với người bị bệnh trĩ là nên hoạt động nhiều như tập thể dục, thể thao đều đặn mỗi ngày ít nhất là 10 phút. Bổ sung đầy đủ dinh dưỡng là một việc làm rất cần thiết. Tuy nhiên, trong các bữa ăn nên có nhiều chất xơ như trái cây, rau diếp cá và các thực phẩm chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Không nên sử dụng các thực phẩm nhiều dầu mỡ như đồ ăn nhanh, các thực phẩm đóng hộp và đồ ăn gây khó tiêu. Ngừng sử dụng các chất kích thích như thuốc lá và các đồ uống chứa chất cồn, caffeine. Với người bị bệnh trĩ nên uống 2-2,5 lít nước mỗi ngày để giúp hệ tiêu hóa được vận động tốt, ngừa táo bón và bệnh trĩ. Người bệnh trĩ không nên đứng hoặc ngồi quá lâu khiến bệnh ngày càng thêm nặng. Qua đó, người bệnh nên chú ý tập thói quen thường xuyên đứng dậy, đi lại 5-10 phút sau 45 phút làm việc. Trên đây là phương pháp chữa bệnh trĩ bằng lá ổi non. Với những hướng dẫn này, hy vọng bạn có thể ngăn ngừa được bệnh trĩ nội, trĩ ngoại. Còn đối với trường hợp trĩ chuyển sang cấp độ nặng hơn, bệnh nhân nên đến bệnh viện khám để bác sĩ chẩn đoán tình trạng bệnh và đưa ra biện pháp điều trị phù hợp. 4 công thức vàng từ lá ổi chữa bách bệnh. Công dụng chữa bệnh của lá ổi thật ấn tượng phải không ạ? Chỉ cần một cốc nước ổi thôi là chúng ta có thể cầm tiêu chảy, giúp hạ đường huyết với trường hợp đường huyết tăng quá cao, giảm cholesterol trong máu, chữa ho, chữa viêm họng, làm lành vết thương lở miệng và chống lại tiểu đường. Đặc biệt là tiểu đường type 2 giai đoạn sớm. Bên cạnh công dụng với sức khỏe, nước nấu từ lá ổi còn có công dụng làm đẹp mà chị em sẽ rất thích. Đó là giảm độ viêm sưng, giúp mụn lành nhanh, chống rụng tóc và khiến tóc mọc nhanh. Và nước lá ổi còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả nữa. Rất tuyệt vời phải không nào? Hơn nữa, lá ổi được dùng ở dạng thức uống tương tự trà nên cách chế biến rất đơn giản. Bạn có thể chọn một trong 4 công thức sau để có loại trà uống rẻ tiền mà có hiệu quả ngay sau đây nhé. Cách làm nước lá ổi trị bách bệnh. Lá ổi có vô vàn tác dụng, thậm chí nó còn được chế biến thành sản phẩm trà để xuất khẩu sang một số nước châu Âu và Bắc Mỹ. Cách thức làm một tách trà lá ổi không hề khó, mọi người hoàn toàn có thể tự thực hiện tại nhà. Dưới đây là một vài hướng dẫn giúp các bạn có ngay một thần dược trị bách bệnh mà chẳng cần tốn kém quá nhiều tiền. 1. Trà lá ổi tươi. Nguyên liệu: một nắm lá ổi, nước lọc, mật ong. Cách làm: rửa sạch từng chiếc lá để loại bỏ hết bụi bẩn. Cho vào nồi nước đun sôi khoảng 15 phút. Đổ ra cốc, cho thêm một chút mật ong, khuấy đều và thưởng thức như trà. 2. Trà lá ổi khô. Cách làm tương tự như trên, nhưng chỉ khác là trong trường hợp này, mọi người thay nguyên liệu chính bằng những chiếc lá ổi đã được phơi khô. 3. Trà bột lá ổi khô. Lấy lá ổi non, rửa sạch rồi hong khô. Nghiền nát lá thành bột mịn. Mỗi lần uống, lấy một thìa bột lá pha với một cốc nước ấm. Hãm trà trong khoảng thời gian 5 phút, lọc lấy nước và từ từ thưởng thức mỗi ngày. 4. Nước lá ổi đá. Chuẩn bị: 30g lá ổi khô hoặc tươi đều được, 6 cốc nước, 120g mật ong, 6 túi trà đen túi lọc. Cách làm: rửa sạch lá ổi cho vào nồi nước đun sôi, cho trà túi lọc vào. Sau khi đun sôi, dùng dây lọc lấy nước. Cho mật ong cùng đá vào, khuấy đều rồi uống. Trên đây là 4 cách giúp mọi người tự làm một cốc nước lá ổi ngay tại nhà mà chẳng hề tốn kém nhiều chi phí lẫn thời gian. Mỗi ngày uống một cốc nước như vậy sẽ giúp các bạn điều trị được rất nhiều căn bệnh. Một số lưu ý mọi người cần biết khi sử dụng dược liệu này để chữa bệnh. Khi sử dụng lá ổi để điều trị các bệnh, mọi người cần lưu ý một số điều quan trọng dưới đây.
Bà bầu ăn lá ổi được không? Câu trả lời là có, vì nó có thể giúp điều trị chứng tiêu chảy của phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, bất cứ ai đang có bầu hoặc cho con bú nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi uống chiết xuất lá ổi. Hiện vẫn chưa rõ chiết xuất từ loại lá này có thể tương tác với bất kỳ một loại thuốc Tây hoặc Đông y nào không. Nếu ai đang dùng lá ổi chữa bệnh và muốn chuyển sang uống thuốc, người bệnh cần nói chuyện với bác sĩ. Khi dùng dược liệu này để điều trị bệnh ung thư, tiểu đường, viêm khớp, giảm huyết áp, mọi người cần phải xin sự tư vấn của bác sĩ để tránh gặp phải những tác dụng phụ không mong muốn. Nước chiết xuất từ loại lá này cần uống hết trong ngày, tránh để qua đêm trong tủ lạnh. Quý vị thân mến, lá ổi không hề khó kiếm và đương nhiên giá thành cũng rẻ như cho. Mọi người nếu đang gặp phải tình trạng sức khỏe nào đó trong số vấn đề kể trên, hãy nhanh chóng đi mua lá ổi về để chế thành thần dược chữa bệnh nhé. Chúc mọi người luôn luôn khỏe mạnh.